Một mẫu hồ cá coi mình nhận thiết kế bản vẽ và tư vấn hướng dẫn xây dựng từ xa. Mẫu hồ cá coi này là của anh Tài ở tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Hiện hồ vừa mới xây dựng hoàn thiện xong về phần thô và đang bắt đầu cho nước vào để thực hiện khâu xử lý nước để chuẩn bị thả cá. Sau đây là những review của anh Tài về mẫu hồ cá coi này. Anh em cùng tham khảo qua. Chào các bạn. Mình đang cắt thử cái bẻ cho cách phần hướng dẫn của bạn Vĩ nhé. Bẻ là mình tự xây, mình làm nó khá là đơn giản thôi. Mình đang cấp nước cắt từ hệ thống lọc và hệ thống bơm. Mình có cắt hệ thống bơm mà lọc thì mình ngày mai mình đi lắp. Đây là cái cáp mình làm đơn giản thôi. Và mình đặt hai cái phim vào. Và đây là hai ống hút mặt thì mình chưa có đặt. Thì bẻ này mình có làm tôi Vĩ hướng dẫn cho mình thì mình có làm ba cái thoát đáy là hai cái thoát mặt. Ở dưới đáy là có ba cái thể luồng. Hai đường ống nhôm thác. Đá biếc mình đá hệ thống trang trí này là mình tự nhập và mình tự làm. Đây là hệ thống lọc của mình có đang quét bơm và quét đèn hệ thống điện mình đặt bên kia. Ở đây thì mình còn đang phải hoàn thiện những cái tơ trang trí này. Mình cấp nước mình quét mình thấy khá là ổn. Ngăn này là ngăn bơm của mình rồi. Ngăn này mình sẽ đặt tấm di mát. Ngăn này mình sẽ đặt tủ lọc cho hướng dẫn của bạn Vĩ bạn hướng dẫn cho mình. Toàn cảnh bể của mình. Mình thì có tích rơi tầm 13 khối.